dẫn cho các thiền sinh. Chúng tôi có duyên lành tối hôm nay có mặt trong ngày đầu tiên này để có vài lời khích lệ tinh thần, động viên các thiền sinh chúng ta trong khóa thiền. Đặc biệt là khóa thiền được tổ chức vào mùa Vu Lan báo hiếu, cũng là một ý nghĩa rất lớn cho những người con có hiếu cha mẹ. Và tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ, các bậc ân nhân của Huyền Thất Tổ đã quá giảng và còn hiện tiền. Cho phước báo tu thiền này mà chúng ta cúng dường đến cho các bậc ân nhân đó, những người nào đã quá giảng thì được siêu thoát sanh vào nhàn cảnh, những người nào còn hiện tiền tăng long phước thọ, tật bệnh tiêu trừ, dạng sự cái tường tai qua nạn khỏi, thân tâm an lạc do cái phước báo mà chúng ta tu tập mà những bậc ân nhân chúng ta tùy hỷ công đức này, bản thân họ tự tạo ra cho mình một cái phước báo mới, đó là tùy hỷ công đức của người khác. Thưa quý vị, trước nhất thì chúng tôi xin hỏi chúng ta, những người nào đầu tiên đến Thiền viện Quốc Sơn để tham dự khóa thiền này, xin đưa tay cao lên. 2/3 mời để tay xuống. Những vị nào đã giữ các khóa thiền ở các cái chùa khác, các thiền viện khác rồi, đưa tay cao lên. Khoảng 10+ người. Như vậy chúng ta là những người mới tin. Cũng giống như là cô dâu mà mới về nhà chồng, hoặc chú rể mà mới cưới vợ. Cho nên khóa thiền cần cái sự bản lẻn của mình, cần cái sự khiêm tốn, cần cái sự e dè của chúng ta. Vì chúng ta là người mới, do đó dễ dàng cho người hướng dẫn hơn. Một điều nữa là thiền viện thì cũng có chuẩn bị chỗ ở, nơi phục vụ thức ăn. Tuy nhiên nếu vị nào có nhu cầu, cảm thấy là mình đang ở một cái chỗ mà nó bất tiện như mình nghĩ, thì có thể trực tiếp liên lạc với trụ trì là chúng tôi, cũng như là các vị ở văn phòng để xin chuyển chỗ ở. Vì hiện nay chỗ ở nó đang thoải mái, còn nhiều chỗ trống trải. Vì cùng một lúc có thể phục vụ khoảng 1000 thiền sinh. Nếu mình ở một cái chỗ mà nó quá chật chội, đông người quá, nhiều khi nó cũng bất tiện cho việc thực hành chúng ta.
tại cốc của chúng tôi thì có một cái hộp thư góp ý kiến, thì quý vị cũng có thể cần có ý kiến gì thì bỏ vào đó, viết vài chữ bỏ vào đó, chúng tôi dựa theo cái đó để điều phối cho nó tốt trong khóa thiền. Mục đích là tất cả đều phục vụ cho khóa thiền, phục vụ cho thiền sinh, không phải phục vụ cho thiền viện, cũng không phải phục vụ cho trụ trì, cho thiền sư, mà tất cả đều phục vụ cho thiền sinh. Vì thiền sinh là linh hồn của khóa thiền. Nếu như quý vị tu tập hành trì mà có kết quả thì đó là cái điều mà chúng tôi mong muốn. Chúng ta đến đây không phải để cúng Phật, mà chúng ta đến đây để tập làm Phật. Đừng quên. Mà tập làm Phật thì phải nói như Phật, đi như Phật, suy nghĩ như Phật, ăn như Phật, vân vân. Chúng tôi xin nhiệt liệt chào đón tất cả các thiền sinh chúng ta đến với Thiền viện Phước Sơn, đến với khóa thiền này trong mùa Vu Lan báo hiếu của năm 2023. Và xin chúc mừng quý vị, bởi vì chúng ta có nhân duyên rất lớn mới có mặt ở đây. Một lời khuyên là phải nhất nhất triệt để theo hướng dẫn của ban tổ chức, của người dạy thiền, để cho mình có kết quả tốt đẹp sau 10 ngày thực hành. Cũng giống như mình đi làm, cuối cùng rồi không có đồng lương nào hết thì cũng như không. Mình đi tu thiền mà không có thiền, không có cái pháp lạc, pháp hỷ, pháp vị của thiền thì uổng công vô ích. Chúng ta phải sắp xếp thời gian, hy sinh một thời gian để đến đây, thì chúng ta phải có cái gì đó mang về. Mang về cái gì quý vị? Mang về cái sự im lặng. Tại sao 10 ngày phải im lặng? Vì im lặng là vàng. Có thiền hướng dẫn chúng ta im lặng. Và im lặng mà nó đến đỉnh cao thì gọi là im lặng bậc thánh. Noble silence. Noble silence tức là im lặng bậc thánh. Ariyo tunhi phavo. Im lặng như các bậc thánh A-la-hán. Trên khóa thiền sẽ giúp chúng ta tập cái sự im lặng. Thì yêu cầu chúng tôi là quý vị phải im lặng, không cần phản ứng, không cần nói. Và khi nói thì mình sẽ bị phá vỡ cái thiền. Trừ trường hợp mà nói mà có chánh niệm, có chú ý, có quan sát thì cái nói đó chấp nhận được. Còn cái nói mà không chánh niệm, không chú ý, không quan sát
thì chúng ta tự hủy hoại cái thiền của mình ngay trong lúc nói. 10 ngày này chúng ta thiền. Thiền là gì? Thiền nó dưới tắt chữ thiền na. Thiền na là gì? Thiền na nó phiên âm từ chữ cha na. Cha na là gì? Cha na là dán cái tâm của mình vào cái đề mục thiền. Cũng giống như là mình dán tờ giấy vào cái vách tường có chất keo thì tờ giấy không rớt. Thì chúng ta dùng cái chất keo chánh niệm để dán cái tâm của mình vào cái hơi thở và cái đi đứng nằm ngồi, và cái im lặng và cái nói và cái cười và cái ăn uống nhai nuốt và cái tâm này và cái vui cái buồn này, tất cả những cái đó là vách tường mà chúng ta phải dán cái tâm mình vào. Sơ vị ấy sa tô tỉnh giác a sa sa tí thở vô, sơ vị ấy chánh niệm bát sa sa tí thở ra. Đi găng qua a san tô khi thở vô dài, đi găng a sa sa mi tí bát trà nà tí, biết rằng tôi thở vô dài. Đi găng qua bát san tô khi thở ra dài, đi găng bát sa mi tí bát trà nà tí, biết rằng tôi thở ra dài. Như vậy dán ở đây tức là biết. Chà nà tí là biết, biết, biết cái gì? Biết cái hơi thở. Hơi thở vô, hơi thở ra. Hơi thở vô dài, hơi thở ra dài. Hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn, vân vân. Sau đó nó sẽ xuất hiện những cái hơi thở khác đi. Và cái người hướng dẫn thiền chúng ta sẽ chỉ chúng ta tiếp theo. Như vậy đến đây mình im lặng để chi? Để dán cái tâm mình vào cái hơi thở. Hồi giờ mình cũng có thở nhưng mình không có giác, mình không có chú ý. Bây giờ mình có thở mà mình có chú ý, rất đơn giản, rất dễ, rất cụ thể. Chú ý vào hơi thở, đó là thiền. Thiền là gì? Thiền là dán cái tâm mình vào cái hơi thở. Cũng như dán tờ giấy vào vách tường. Nhưng mà tờ giấy không có cái keo, không có cái hồ thì tờ giấy nó không ăn được vào vách tường. Do đó phải dùng tới cái keo. Cái keo này là chánh niệm. Chánh niệm là biết ngay trong hiện tại. Biết cái gì? Biết cái hơi thở. Chẳng hạn. Rất đơn giản. Dễ làm. Cụ thể. Xin chúc mừng quý vị, những người đang ngồi đây lúc nào cũng thở, lúc nào cũng thiền được hết, lúc nào cũng thiền được hết. Thiền là chú ý vào hơi thở. Đây là thông tin quan trọng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài chú ý vào hơi thở mà Ngài thành Phật. Bác sĩ Nghi Khất Viện chú ý vào hơi thở mà sống thêm 40 năm nữa, trên 47 năm nữa. Chúng ta chú ý vào hơi thở, chắc chắn sẽ có kết quả. Hơi thở này cũng giống như chiếc phao ở dưới biển đại dương mênh mông. Sự chú ý này giống như cái cánh tay mà bám vào cái phao được. Còn cái thân người này là rớt xuống biển. Khi mà rớt xuống biển mà quý vị bám được cái phao, cái tay mà bám được cái phao thì chúng ta sống. Nằm đó chờ các cái thuyền bè nó sẽ đến nó rước chúng ta. Do người ta phát tín hiệu SOS, tức là cấp cứu, cứu cấp. Vì thế những cái tín hiệu đó được đến các cái thuyền khác, và những thuyền đang đánh bắt xung quanh đó họ sẽ bơi tới, họ sẽ chạy tới và cứu chúng ta. Cũng vậy, khi nếu một cái người mà chú ý được vào cái hơi thở
thì tự mình cứu mình rồi. Rớt xuống biển mà không có cái phao, mà nếu có phao mà không bám vào được thì cũng chết. Hơi thở có, cái tâm thì có, nhưng để có cái sự chú ý và hơi thở thì không có. Sắp tới là ngày 2 tháng 9 này, chúng tôi có tổ chức một cái thiền 4 ngày chánh niệm trên hơi thở. Hiện nay cũng trên 500 người đăng ký rồi. Và chúng tôi muốn nhấn mạnh về cái hơi thở và sự chú ý vào hơi thở. Thì chúng ta cũng vậy, chú ý về hơi thở, chúng ta chiến thắng. Không chú ý hơi thở, chúng ta thất bại. Mà muốn chú ý hơi thở thì phải bỏ tất cả những cái khác, nói chuyện, suy nghĩ nhiều, làm việc này việc khác, bỏ đi, không cần thiết. Mình làm cả đời rồi, mình suy nghĩ cả đời rồi, mình nói chuyện cả đời rồi, bây giờ mình chỉ có mấy ngày thôi mà tiếp tục nói chuyện, tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục làm việc, thì chúng tôi xin nghĩ là chia buồn. Mà trong mấy ngày này, 10 ngày này, chúng ta chỉ có một việc duy nhất là gì? Chú ý vào hơi thở, chú ý vào bước chân, chú ý vào cái tâm, chú ý vào cái vui buồn, cái đau nhất của mình, vân vân. Rồi quý vị sẽ thấy những cái sự kỳ diệu sẽ xuất hiện lên. Mình cứ suy nghĩ giống như mình chết đi, không có gì quan trọng. Tại sao có thiền mà quý vị phải nộp điện thoại là vậy đó? Giống như mình chết đi, cái người chết làm sao mà alo được quý vị? Người chết mà giàu có điện thoại mà nó reo thì cũng đâu nghe được. Mà xuống dưới nghĩa địa, xuống dưới huyệt mộ mà vô hồn rồi thì chắc cũng không nghe được đâu. Mình nghĩ là mình chết đi, mình chết đi cho nó khỏe. Nhớ đừng quên, đây là những cái điều mà chúng tôi nói bên lề săn cỏ thôi, tức là nói thêm để chỗ gì suy nghĩ rồi theo đó mà làm. Còn kỹ thuật thì có sự hình tuệ sẽ giúp cho quý vị, và bản thân quý vị giúp cho quý vị luôn. Bản thân của quý vị tự giúp mình, tự mình cứu mình, chứ không ai cứu mình hết. Đề mục có rồi, hơi thở có rồi, chỗ ở có rồi, thiền đường có rồi, người giám sát mình có rồi, bây giờ mình chỉ làm thôi, mình chỉ làm thôi chứ không cần nữa. Đúng. Đây là thông tin quan trọng. Một ngày một đêm mình có 86.400 hơi thở. Nếu tính một giây là một hơi thở kép, một hơi thở kép. Nếu một giây là một hơi thở, thở vô thở ra một giây, thì mình có 86.400 hơi thở. Nếu mình thở chậm thì hơi thở đơn, thở vô thở ra. Xin hỏi quý vị, có bao nhiêu hơi thở mình có chú ý, và có bao nhiêu hơi thở mình cho chó tha ma bắt đi? Mình suy nghĩ đi, để biết mình tu tới đâu rồi. Mình biết là cái trình độ tu tập của mình, cái thực tế mình tu như thế nào. Mà khi anh tu được đó, anh có tu thì anh mới có thẩm quyền anh nói. Mà anh không tu mà anh nói thì nó không đúng, nó không có thẩm quyền. Vì ngồi thiền 10 ngày rồi cái gì nói, lời nói nó giá trị dữ lắm. Còn nếu mình không hành thiền, mình chỉ đi cúng chùa, lạy Phật, trọng tăng, mình nói thì nó chỉ có giá trị là cúng chùa mà thôi, lạy Phật, trọng tăng, cho nên không có giá trị về phương diện giải thoát phiền não trong tâm. Mà khóa thiền, mục đích khóa thiền là gì? Mục đích khóa thiền là để giúp cho chúng ta giải thoát cái phiền não trong tâm, cái hoàng già trái chủ,
cái sầu, cái khổ, cái đau, cái buồn. Vì hoàn cảnh xung quanh thì quý vị có hết rồi. Thiền đường có, thiền viện có, người hướng dẫn có, chỗ ở có, thức ăn có. Chúng ta chỉ là cái người phát tâm để mà thực hành chánh niệm, tỉnh giác liên tục không gián đoạn. Kaya kaya nupassi viharati, sống quán thân trên thân, tức là sống thấy cái hơi thở trên cái thân này. Kaya nupassi, số vị ấy. Kaya nupassi viharati, kaya là cái thân này, anu liên tục, kaya trên cái thân này, tức là thấy cái hơi thở này một cách liên tục trên cái thân này. Viharati dễ sống, nhưng mà ai cũng sống hết, nhưng mà cái người mà có nhìn được cái hơi thở liên tục thì có người có, người không, và đa số là không. Sống thì ai cũng sống, viharati là sống, thì sống ai cũng sống hết. Nhưng mà để mà anupassi, anu là liên tục và tùy theo, passi là thấy, thấy liên tục, kaya là cái hơi thở này, cái hơi thở là không có, không có người thấy. Nhưng mà sống thì có người sống, ở chùa này cả ngàn người là quý vị, ai cũng sống hết. Nhưng tìm đâu ra cái người mà có thấy được cái hơi thở. Kaya anupassi, kaya tức là cái thân này, tức là cái hơi thở. Anu là liên tục, là theo, theo cái hơi thở này. Passi là quá khứ phần từ, participle của động từ passati là thấy. Nó là quá khứ phần từ, nó dùng những nghĩa tỉnh từ. Mà tỉnh từ thì lúc nào cũng phải bổ nghĩa cho cái danh từ. Là những cái gì, cái người hành giả đó, yogi đó, người thiền sinh đó, lúc nào cũng phải gọi là anupassi, kaya anupassi, vedana anupassi, citta anupassi và dhamma anupassi. Lúc nào cũng thấy, thấy cái gì, cái hơi thở trên cái thân này, thấy cái gì, thấy cái tâm trên cái tâm này, thấy cái gì, thấy cái cảm thọ trên cái thọ này, thấy gì, thấy các pháp trên pháp này. Vì đến đây là làm một cái gọi là một cái nhà quan sát quý vị. Đến hành thiền là làm nhà quan sát. Quan sát cái gì? Gavesi là một nhà người quan sát. Người quan sát đây tức là quan sát cái hơi thở. Và những cái đề mục khác nữa. Mà đây chúng tôi dùng cái đề mục chính là đề mục hơi thở để cho quý vị quan sát. Mà hơi thở là của mình, nó gắn liền với mình từ khi mới sanh ra đến khi mình tắt thở. Mà có điều mình không quan sát, mình bỏ bề, mình ruồng bỏ, hắt hủi, không để ý, mình phản bội nó. Thưa quý vị, khi mà chúng ta thương ai đó thì chúng ta sẽ quan sát người đó, để ý người đó, họ làm cái gì, họ đi đâu, thậm chí họ bệnh, họ sốt, mình cũng để ý nữa. Nhưng mình càng quan sát những người đó thì mình càng phiền não. Nhưng quan sát cái hơi thở mình á thì càng hạnh phúc quý vị. Quan sát cái hơi thở mình càng hạnh phúc, càng hạnh phúc, càng hạnh phúc. Nên chúng tôi có một cái lời khuyên là trong quá thiền này nhớ để ý tới hơi thở. Là đề mục chính, là những đề mục khác nữa theo sư hình tệ sẽ hướng dẫn cho quý vị. Quan sát, quan sát, quan sát. Observer, observer tức là người quan sát mà. Quan sát cái gì? Quan sát cái hơi thở. Mà nó hay dữ lắm. Khi quý vị quan sát được cái hơi thở rồi thì không có gì quan trọng nữa.
Thiền sư Ajahnep người Thái Lan dạy, hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra? Cái hơi thở. Hơi thở đang xảy ra. Biết cái hơi thở đó, biết tức là quan sát. Những cái suy nghĩ đi, 86.400 hơi thở một ngày một đêm, 10 ngày là bao nhiêu? 86 thành 864.000 hơi thở, gần cái triệu hơi thở vậy. Hay 1 triệu hơi thở, gần 1 triệu hơi thở, 10 ngày, một ngày 86.000 thì 10 ngày 806 thêm số lẻ nữa làm tròn số 1 triệu, 1 triệu hơi thở, hạnh phúc quá. Nếu 1 triệu hơi thở này mà được thiết lập có chánh niệm, có chánh định, mượn gió bẻ măng, mượn cái 1 triệu cái hơi thở này để mình sản xuất ra được cái chánh niệm mà sản xuất được chánh định thì hạnh phúc quá rồi. Đặc biệt có gì? Trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy: Sati, niệm, chánh niệm, Pachupatita hồ tí, được an trú, được thiết lập. Sati là niệm, cái niệm là biết ngay trong hiện tại, biết. Trong chữ Hán có một chữ kim là ở trên, bộ kim là ở trên mà chữ tâm là ở dưới, là chữ là biết. Biết ngay trong hiện tại là niệm. Biết cái gì? Biết cái hơi thở. Mà 1 triệu hơi thở, 1 triệu hơi thở mà mình chú ý vào cái, mà biết cái hơi thở, chú ý quan sát 1 triệu hơi thở 10 ngày, chúng tôi xin cam đoan 100%. Bây giờ không thay đổi cuộc đời của vậy thì tôi cũng chết rồi đó. 10 ngày thôi, cái gì có kết quả đó. Với điều kiện là phải chú ý vào cái hơi thở, chánh niệm liên tục, không dám vào. Nhưng khi chưa ăn cơm thì phải chú ý vào cái ăn. Đi tắm thì chú ý vào cái tắm. Mặc đồ chú ý vào mặc đồ. Chứ không phải là chỉ hơi thở không. Nhưng hơi thở nó sẽ là xuyên suốt. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi luồng ra luồng vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Đây là cái bài vè của bác sĩ Nguyễn Thất Viện, mà nó có trong tất cả các trung tâm dưỡng sinh. Trên mạng nó có. Ông ta mổ phổi, xương sườn. Bác sĩ Pháp lúc bấy giờ nói ông sẽ chết 2 năm sau. Lúc đó ông khoảng 39 tuổi. Thì khoảng 40 tuổi ông chết. Nhưng mà nhờ tập cái bài này ông sống tới 87 tuổi mới chết. Kỳ diệu. Vì muốn sống lâu, tập chánh niệm trên hơi thở. Muốn đẩy lùi phiền não ra khỏi tâm mình, chánh niệm trên hơi thở. Muốn thành Phật, chánh niệm trên hơi thở. Chú ý hơi thở, quan sát hơi thở. Chánh niệm tức là quan sát. Đúng không? Giá gạo khỏi vòng em khỏi giá gạo. Bây giờ mình chú ý về hơi thở thì mình đâu có rảnh đâu mình chú ý chuyện khác. Như một cái ông chồng, ông có vợ 10 năm, 15 năm. Bây giờ ông chú ý một cái người mới. Ông quan tâm tới người mới, ông để ý người mới. Ông thương người mới, ông lo lắng cho người mới. Thì cái người cũ đó ông làm sao mà ông để ý nữa, ông quên đi. Đúng không? Ông sẽ chỉ quan sát người mới thôi, chứ người cũ ông bỏ rồi. Cũng vậy, nếu như quý vị chú ý về hơi thở thì tự động một cách khoa học, tất cả những cái phiền não, những cái phiền toái, những cái gì gọi là quan trọng đó, nó rơi rụng hết rồi, tự động quý vị. Đó là mình đẩy lùi phiền não rồi, đúng không? Cái quan trọng bây giờ không phải là cái chuyện này chuyện kia, mà quan trọng bây giờ là cái hơi thở có chánh niệm. Người ta nói là muốn làm chuyện lớn đừng làm lớn chuyện, muốn làm chuyện lớn đừng làm lớn chuyện. Mà tại sao mình làm lớn chuyện? Tại vì mình thấy cái chuyện đó nó quan trọng. Còn bây giờ mình chú ý vào hơi thở, mình thấy hơi thở quan trọng,
cho nó thèm làm chuyện, lớn chuyện chí. Cái thay thế nên nó đòi cái thay thế. Trên thiền nó khoa học dữ lắm, rất là khoa học, rất là hiệu quả. Cho nên á, quý vị cứ thử như một cái thí nghiệm đi, giống như nhà khoa học làm thí nghiệm mấy ngày, 10 ngày chú ý hơi thở, và không có gì quan trọng hết, đúng không? Kiếp người mỏng manh như nhánh cây đầy trái, lá rung cành trái xanh chín rụng rơi, nó quan trọng gì đâu, không có gì quan trọng. Hơi thở là quan trọng, hơi thở có chánh niệm càng quan trọng hơn nữa, vì hơi thở tắt á thì cuộc đời mình chết, mà hơi thở có chánh niệm thì cái kết quả nó mới có. Sát ta năng xuất thi gia đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, so cấp đề qua năng sám tích cái ma giác vượt khỏi sầu não, đúc cái đồ mà nách xa năng ách thăng cái ma giác diệt trừ khổ u, nhà giác xa đi cái ma giác thành tựu chánh trí, niết bàn nách xa sát kiri gia giác chứng ngộ niết bàn. Giới đi đăng đó là chất ta rô sa ti bát tha na tư niệm xứ, đúng không? Vì đang hành thiền, cái khóa thiền này gọi là khóa thiền tứ niệm xứ mà. Tứ là bốn, niệm là chú ý quan sát, xứ là cái nơi, cái đề mục, cái chỗ. Chú ý vào bốn chỗ là thân, mà đại diện rất là hùng hồn đó là cái hơi thở. Thọ là cái đau nhất, đại diện hùng hồn nhất là cái đau nhất. Khi quý vị ngồi thiền nó đau nhất kia lắm, một tiếng đồng hồ mà đau nhất kia lắm. Nhìn cái đau nhất, quan sát cái đau nhất, và nhìn cái tâm, cái thái độ của mình đối với đau nhất, vân vân. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, nhìn cái tâm của mình, quan sát cái tâm. Khi quý vị mà có chú ý vào cái hơi thở mà nó tốt rồi á, thì tự nhiên là mình nhìn được cái tâm, nhìn được cái tâm cái gì, nhìn được cái tâm. Đọc 1000 quyển sách không bằng đọc chính cái tâm của mình. Có nhiều vị hành thiện tới đây mà đi đọc tài liệu là thôi à, thua rồi. Đọc cái tâm chứ không đọc tài liệu. Chúng tôi giữ những khóa thiền thì ngài Giới Nghiêm hồi xưa với các vị thiền sư dạy chúng tôi là không được đọc tài liệu, dứt khoát. Mình phải nhà nghiên cứu, mình phải nhà nghiên cứu, phải học giả, mà mình hành giả. Giả là người, hành là cái người thực hành. Học giả là nhà học thuật, nhà nghiên cứu. Cho nên đặc biệt là không đọc tài liệu, nhớ. Trong 10 ngày này, sau 10 ngày á, thì quý vị có thể đọc tài liệu bình thường. Trong 10 ngày này chỉ đọc cái tâm thôi, đọc cái hơi thở, đọc cái vui buồn của mình thôi, đọc cảm thọ. Những gì chúng tôi nói là linh hồn của tứ niệm xứ, tinh hoa của tứ niệm xứ, thiền người Vipassana. Thì dứt khoát là không đọc tài liệu, mà đọc cái tâm. Tâm nó khởi lên cái gì đó mình đọc, đọc ngay, đọc đến chú ý nó ngay, và sau đó trở lại đề mục chính, hơi thở chẳng hạn. Hoặc là quý vị đang đi kinh hành, mặt bước trái bước, đúng không? Thì cái tâm nó xuất hiện, đập cái tâm, xong đập và tiếp tục trở lại đập cái bước chân, nhìn cái bước chân, quan sát bước chân, kỳ diệu lắm, đặc biệt lắm. Và khi mà quý vị đủ đô rồi, thuốc mà đủ đô rồi đó, đủ thuốc rồi đó, thì bệnh nó hết vậy thôi. Bệnh phiền não nó tự động nó tan ra, tan biến rồi. Có nhiều người uống thuốc không chịu uống, đập to thuốc không à. Hôm nay uống buổi sáng một viên, buổi trưa một viên, buổi chiều một viên, buổi tối một viên, rồi bỏ cất, không uống viên nào hết. Làm sao mà hết bệnh như vậy? Đúng không? Buổi sáng phải thực tế uống một viên, buổi chiều phải uống một viên, buổi tối uống viên, chẳng hạn. Buổi trưa uống một viên, thì bệnh nó mới hết, chứ đọc to thuốc sao mà hết bệnh. Cho nên quý vị đọc tài liệu là giống như đọc to thuốc vậy đó. Đọc tài liệu là đọc to thuốc. Mà đọc cái tâm là uống thuốc. Trên ngã thanh tra ngày dạy câu slogan này quá rất hay.
Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Nhìn cái tâm phiền não mình, hết phiền não. Có những vị đến đây phục vụ khóa thiền này kia rồi cũng bị phiền não. Vì thiền sinh không làm theo ý mình, rồi cũng phiền não. Chúng tôi nhắc, đập cái tâm phiền não của mình đi. Đừng có đọc cái chuyện mà người ta gây phiền não. Ví dụ như giờ 8 giờ phải ngồi thiền, mà 8 giờ rưỡi họ mới tới, cái tâm mình nó phiền não. Thì cái người mà phục vụ khóa thiền đó, tình nguyện viên đó, cái người mà giúp cho khóa thiền đó, họ phiền não. Họ phiền não thì tôi nhắc là phải đọc cái tâm phiền não mình, chứ sao mà phiền não, đúng không? Còn cái người mà họ đến tu thiền, họ trễ như vậy đó, thì là chuyện của họ với chuyện của mình. Chuyện của mình là giúp đỡ cho họ, và giúp đỡ bằng cái chánh niệm, giúp đỡ bằng tâm mát mẻ, chứ không phải giúp đỡ bằng tâm phiền não. Mình giúp đỡ bằng tâm phiền não là mình sai, nó không đúng. Và có nhiều khi quý vị biết không, có những người gây cho mình phiền não vậy, mình họ cho mình pháp đó, họ cho mình cái giáo pháp đó. Giáo pháp có khi mình cái tâm mình phiền não khởi lên rồi, mình có chánh niệm, mình nhìn được cái tâm phiền não rồi, phiền não nó mất, mình thấy được phiền não sanh diệt, mình thấy phiền não sanh lên nó diệt, nó không quan trọng gì đâu, quan trọng gì đâu. Mình thương người ta, mình muốn giúp đỡ cho người ta, nhưng mà tâm mình phiền não mình giết mình rồi, đúng không? Mình giết mình rồi. Nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành phá hoại. Lenin ở nước Nga nói vậy đó. Nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành phá hoại. Mình giúp cho người ta mà tâm mình phiền não, tự hại mình rồi, đúng không? Và tại sao tâm mình phiền não? Tại mình thấy mình quan trọng, tại mình thấy cái tổ chức này quan trọng, tại mình thấy cái nội quy này quan trọng, cho nên mình phiền não. Mà chính cái phiền não đó, ai nhìn được phiền não, thấy được pháp à? Mà phiền não thì tự nhiên nó có chuyện nó mới có phiền não. Mà có phiền não khởi lên đó, thì mình mới nhìn được phiền não. Cho nên tại sao trong niệm tâm nó có gọi là sa đô sân qua chít tăng, sa đô sân chít tăng tí bách cha na tí. Khi tâm có sân, dễ biết rằng tâm có sân. Tâm sân không quan trọng, mà biết cái tâm sân là quan trọng. Còn năm triền cái là tham triền cái, kham chanh đô, sân triền cái, vyapado chanh, vyapado nivarana là sân triền cái, vân vân. Hôn trầm thị miên triền cái, phóng dật triền cái, trạo hối triền cái, hoài nghi triền cái. Như vậy năm triền cái này là đề mục tu thiền. Nó cũng tương đương giống như là đề một hơi thở, thưa quý vị. Chứ nếu có một cái người làm cho mình sân lên, mình khó chịu lên, mình phiền não lên, thì chính cái phiền não đó là đề một tu thiền. Phần này chúng tôi muốn nhắc cho các vị mà dám thiền á, các vị phục vụ khó thiền, nhớ đừng quên. Mình đi lo cho người ta mà tâm mình phiền não rồi thôi, bỏ đi, đi về đi, đừng có lo nữa, đúng không? Lo cho người ta mà tâm phiền não thì không nên. Mà nếu tâm phiền não mình biết, thì mình nhìn cái tâm phiền não đó, nhìn cái tâm sân đó, nhìn cái tâm tham đó, nhìn tâm khó chịu đó, thì tâm tham, tâm sân và tâm khó chịu là đề mục tu thiền. Nó cũng giống như một người đang ngồi thiền mà thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra biết. Thì cái đề mục hơi thở là một đề mục, tâm tham là một đề mục, tâm sân là một đề mục, tâm phiền não là một đề mục, đúng không? Cảm ơn cái người gây cho mình phiền não, vì mình thấy đề mục, thấy rõ như ban ngày. Nhưng cái thiền này vi diệu lắm vậy, vi diệu. Trong nhật ký tu thiền chúng tôi có ghi một câu, muốn giờ tôi quên, mà nói tới bây giờ chúng tôi vẫn còn cảm giác hạnh phúc. Người thay đổi đời tôi, người thay đổi tâm tôi, hai chấm chánh niệm. Người thay đổi đời tôi, người thay đổi tâm tôi, chánh niệm. Vậy đó,
Nhớ đừng quên. Chánh niệm quan trọng. Phiền não không quan trọng, chánh niệm quan trọng. Còn phiền não thì chắc chắn phải có, ai cũng có. Kể cả nghĩa là các trụ trì, sư cả, thiền sư, pháp sư, giảng sư gì, hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư gì, ai cũng có phiền não. Không chỉ là mấy thiền sinh này mới tin đây, sao không phiền não? Đúng không? Sao mà không? Nhưng quan trọng là mình có nhìn được cái phiền não hay không? Cái người nào nhìn được phiền não cũng giống như là Tề Thiên Đại Thánh, mình nhìn được yêu quái. Còn cái người mà không nhìn được phiền não cũng giống như Trư Bất Giới, mà không nhìn yêu quái được. Yêu quái nó hiện làm những người đẹp, làm những người tiên, nữ, làm những người đại gia. Trư Bất Giới không nhìn ra được, nhưng mà Tề Thiên nhìn được. Tôn Ngộ Không nhìn thấy được. Mà khi Tôn Ngộ Không nhìn nó, yêu quái là nó biến liền, nó sợ, nó chạy liền. Còn Trư Bất Giới nhìn nó không sợ, nó không chạy. Vì Trư Bất Giới là biểu tượng của tham sân si. Còn Tề Thiên Đại Thánh á, là biểu tượng của chánh niệm và tỉnh giác, chánh niệm và trí tuệ. Cũng vậy, thưa quý vị, phiền não không quan trọng. Có thấy cái tâm, có chánh niệm, có biết phiền não hay không, đó là quan trọng hơn. Và thậm chí mình phải cảm ơn quý vị. Câu chuyện này chúng tôi kể cũng cả 5-70 lần rồi, nhưng quý vị cũng là người mới, tôi xin kể lại. Khi chúng tôi đang thực hành chánh niệm từ năm 1991-92, cái này cũng là trên 30 năm hơn, tại ngôi chùa này, trên chánh điện, lúc đó còn hoang sơ dữ lắm, có một cái nhà ngói, nhà bếp, nhà ăn, tôi đang ngồi ăn cơm. Chánh niệm, nhai, nuốt, gấp, bỏ vô miệng, nhai, nuốt, vân vân. Rất chậm, ăn rất chậm, rất chậm, rất chậm. Thì có một nhà sư ngồi chung với chúng tôi. Lúc bây giờ chúng tôi mới nhận khoảng chừng 10+ chú tiểu. Chú tiểu nhỏ, 10+ tuổi. Mà mấy chú tiểu này thì nó chơi giỡn dữ lắm, quậy phá dữ lắm. Thậm chí có những chú mà gọi là trẻ em đường phố, trẻ em đường phố người ta gửi vô, hoặc là những cái đứa con mà của gia đình ta dạy không nổi, ta gửi vô mấy thầy dạy. Nó chạy, nó giỡn, nó la hé này kia. Mà nó cứ tập trung ở trên khu vực trên đó thôi. Thì cái ông sư ông cứ ngồi, ông vừa ăn cơm mà ông vừa cầm len, tức là ông vừa phàn nàn, vừa khó chịu. Mấy chú này mất dạy quá, mấy chú này không có tư cách, không có trang nghiêm, không có đạo đức, mấy chú này cái là không được dạy dỗ, mấy chú này là mất dạy này kìa. Thì chúng tôi vừa ăn vừa nuốt, vừa nhai vừa nếm, vừa niệm, ăn nuốt biết, từng gấp từng miếng bỏ vô miệng rồi nhai, nhai xong rồi nuốt rồi biết, theo dõi mà. Một bữa ăn vậy nó phải là 15-20 phút thì mình phải niệm 15-20 phút để cho chánh niệm, nó đừng có đi, nó lạc khỏi cái tâm mình. Mà cái đề mục của mình là ăn, thức ăn và cái hoạt động của cái miệng, mà chánh niệm trên cái đó gọi là tiểu hoài nghi. Khi làm bất cứ việc gì biết rõ việc mình đang làm, thì khi ăn, thì lúc bây giờ chúng tôi càng ngồi ăn, càng nhai càng nuốt, thì cái ông sư ông càng nói lớn lên. Rồi mình càng im lặng, giống như là mình ông nghĩ mình không có nghe ông nói, nên ông càng nói lớn lên. Mà ông càng nói lớn lên thì mình thấy mình cái ăn của mình nó bị bóng mờ sương khói, mờ nhạt luôn. Cái tâm nó xuất hiện lên một cái tâm sân. Nói cái ông này sao mà ăn cơm mà không có ăn, mà sao cứ nói cứ phàn nàn phiền não mấy cái chú tiểu này, không tu hành gì mà sao thấy mất dạy quá đi. Đó, tôi suy nghĩ vậy đó, cái tâm suy nghĩ vậy, tâm sân nó xuất hiện liền. Hồi nãy tâm chánh niệm, đề mục của chúng tôi là thức ăn, cái hoạt động của cái miệng. Nhưng bây giờ tâm sân nó xuất hiện lên thì bây giờ cái thức ăn này, cái nhai nuốt này đâu quan trọng nữa, nó bóng mờ rồi. Tâm sân xuất hiện lên và cái cảnh mà mình tiếp cận đó là cái lời nói của ông sư đó, mà tâm sân xuất hiện lên. Như vậy lúc bây giờ mình thất bại rồi, cái chánh niệm mình thất bại.
Mục đích của mình chánh niệm để mình thiết lập chánh niệm để cho tâm tâm lành mình nó xuất hiện, tâm thiện xuất hiện, tâm chánh niệm xuất hiện. Nhưng bây giờ tâm chánh niệm không có nữa, tâm sân nó xuất hiện làm chủ rồi, làm chủ rồi. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ mày tôi nên nhìn được cái tâm sân đó, gọi là citta nupassi. Citta nupassi tức là niệm tâm, nhìn tâm, không nhìn thức ăn, không nhìn cái hoạt động của cái miệng, mà nhìn cái tâm. Nhìn tâm tức là nhìn cái tâm sân. Thì chánh niệm nó phục hồi liền, nó phục hồi lại để mình nhìn được cái tâm sân. Và khi chúng tôi nhìn được tâm sân thì tâm sân nó mất liền tức khắc. Và lúc đó chánh niệm nó xuất hiện trở lại. Mà chánh niệm xuất hiện trở lại thì cái lòng tâm từ nó xuất hiện, cái lòng thương chúng sanh xuất hiện, sự mát mẻ nó xuất hiện. Và tự nhiên nó có một cái cảm giác là thương cái ông sư đó vô cùng, thương cái vị sư đó vô cùng. À, thấy vị đó là dễ thương, còn trước đó là dễ ghét. À, tự nhiên cái chánh niệm nó giúp cho mình thấy cái người ngồi kế bên mình dễ thương chứ không phải dễ ghét. À, như vậy cái người hành chánh niệm phải có cái tay nghề cái gì, có tay nghề. Mình tay nghề mà yếu á thì không vượt qua được. À, mình hành thiền chú ý hơi thở, giờ tới ăn là sao chú ý hơi thở được, phải chú ý cái ăn. Mà trong lúc ăn thì mình để thấy cái người ngồi kế bên mà tham ăn quá, mình khởi lên tâm sân khó chịu, đúng không? Thì lúc bây giờ mình phải nhìn cái khó chịu chứ, chứ đâu có nhìn thức ăn được, mà cũng không nhìn hơi thở được, mà nhìn cái khó chịu. Nhưng khi chúng tôi qua lần Mai Thái Lan á, thì thường thường lên bữa ăn như vậy đó, thì thỉnh thoảng á, thì cái người mà trong cái bữa ăn đó, cái người phụ trách đó, họ gõ tiếng chuông, họ gõ một tiếng chuông lên, vậy đó, mình ngừng lại hết, thở, thở vô, thở ra, họ gõ tiếng chuông lên, để cho mình tỉnh lại, đang ăn vậy đó, mà họ gõ tiếng chuông, để mình tỉnh lên. À, nhưng cái đó thì nó bị gián tiếp rồi, nó không trực tiếp nữa. Nó trực tiếp là mình phải xử lý cái phiền não trong khi mình ăn chứ, đúng không? Mình xử lý bằng cách nào? Đó là nhìn cái tâm sân. Nhưng mà tâm sân này nó là đề mục thiền. Tâm sân nó là đề mục thiền, quý vị. Nó tương đương giống như hơi thở vậy đó. Đấy, cảm giác cái đẹp trên 30 năm mà chúng tôi vẫn thấy là hạnh phúc vô biên. Cảm ơn. Lúc bây giờ cảm ơn cái ông sư đó. Nhờ cái ông sư đó mà ông làm cho tôi tâm sân tôi khởi lên. Nhờ tôi có chánh niệm về niệm tâm, chứ ta nó bất si, mà tôi nhìn được cái tâm. Tâm sanh lên và nó diệt. Tâm sân nó sanh lên và khi tôi nhìn nó diệt ngay. Giống như tại Thiên Đại Thánh mình nhìn yêu quái phải bay à. Ở đây chúng tôi nói thêm để chi? Để gì biết là trong 10 ngày này nhiều cái kỳ diệu nó sẽ đến cho quý vị, mà tự cảm nhận ra, chứ người khác ta cảm nhận không được. Người khác ta cảm nhận giùm mình không được, mà mình phải tự cảm nhận ra, phải xử lý. Quý vị biết cái người mà làm luận án tiến sĩ, người ta phải xử lý từng chữ một, từng câu một, từng chữ một, từng đoạn một, từng chữ, nhóm chữ và câu. Nếu mà làm một cái luận văn liên quan tới khoa học xã hội thì cái người hành thiền cũng vậy, phải xử lý từng cái tâm một, xử lý từng cái tâm một, xử lý từng cái hơi thở một mới được. Và như vậy thì quý vị phải phát tâm phát nguyện trong 10 ngày này phải bỏ tất cả, không quan trọng gì hết. Chúng tôi nói cái điều bài pháp này để tạo cho quý vị một cái niềm tin, một cái niềm tin rằng là không phải đến đây để mà viếng chùa, để mà thư giãn, để mà xả stress, mà đến đây để mà thấy được pháp, thấy được sự thật, thấy được chân lý. Mà chân lý rất đơn giản vậy thôi. Và tự mình thấy mình là ai, mình biết mình là ai, cần làm cái gì để tự mình giải thoát cái đau khổ phiền não của mình, tự mình cứu mình trước khi trời cứu mình chứ. Mà muốn cứu mình thì đây là những cái kỹ thuật, những cái tay nghề mà cái người đi trước người ta sẽ chỉ cho chúng ta, kỳ diệu lắm. Và sau 10 ngày này chúng tôi cũng báo tin mừng cho quý vị sẽ điều chỉnh được hành vi,
điều chỉnh được cái suy nghĩ, điều chỉnh được cái việc làm, điều chỉnh được lời nói. Và chính đó là cái kết quả của khóa thiền mang lại chúng ta trong đời sống hàng ngày. Sau 10 ngày mới thấy rồi, thấy pháp rồi, tự nhiên về trở lại cuộc sống bình thường, quý vị sẽ tự điều chỉnh lấy, điều chỉnh lấy, tự điều chỉnh cái hành vi, cái lời nói và cái suy nghĩ của mình. Và mục đích của khóa thiền là để mình đạt được cái hạnh phúc an lạc, gió tầng nào may tầng đó. Nếu gì hành thiền nhiều, chánh niệm cao, đúng không? Gió cao thì mây nó cao. Còn nếu gì hành thiền thấp, ít thì gió nó ít, thì mây nó ít thì thôi, đúng không? Còn nếu như quý vị mà hành thiền tốt, chánh niệm nhiều, trong 10 ngày sản xuất nhiều chánh niệm, 86.400 hơi thở một ngày một đêm, bây giờ là 10 ngày nó 806 hơi thở, 806, làm tròn số 1 triệu, bỏ bớt 500 còn 500.000, đúng không? Mà 500.000 này, 500.000 chánh niệm, gió tầng nào mây tầng đó. Còn nếu quý vị chỉ có vài ngàn chánh niệm thì thôi thua rồi. Giữa khóa thiền này 10 ngày mà sản xuất đâu có vài ngàn chánh niệm mà, thua rồi quý vị, đúng không? Tôi trình bày rất là rõ ràng đó. Chứ đây không có ai mà hộ mình đâu, mình tự mình hộ mình đi, tự mình hộ trì mình. Sát tí, chánh niệm, bát chú bát thi tà hồ tí được thiết lập. Mindfulness is established. Chánh niệm phải được thiết lập, phải được xây dựng, phải được sản xuất. Mà muốn sản xuất phải có công cụ, phải có nguyên vật liệu. Muốn sản xuất sản phẩm, cái bình này, bây giờ muốn sản xuất cái hàng hóa này thì phải có nguyên vật liệu, phải có gỗ, phải có inox, vân vân, phải có, thì nó mới ra được sản phẩm này. Cũng vậy, dùng cái nguyên liệu là hơi thở để sản xuất chánh niệm, vậy thôi. Dùng cái nguyên liệu là cái bước đi, mặt bước, trái bước, dở bước, đạp để sản xuất chánh niệm. Và cái mục đích của mình là chánh niệm, nhưng nó không phải cứu cánh. Chánh niệm là cái phương tiện, nó là bát chánh đạo, nó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Mà chánh niệm là con đường đưa đến sự diệt tận đau khổ. Như vậy muốn có chánh niệm thì phải mượn gió bẻ măng. Mượn gió bẻ măng tức là mượn hơi thở, mượn đi đứng nằm ngồi, mượn cái tâm, mượn cảm thọ để có chánh niệm. Mà khi chánh niệm đã có rồi thì thưa quý vị, đang đi trên con đường đưa đến sự diệt tận đau khổ. Mục đích của mình là diệt tận đau khổ. Niết bàn năng paramang sukhang, niết bàn là hạnh phúc tối thượng, niết là không, bàn là tham. Niết bàn là không có tham. Mà khi quý vị thực hành chánh niệm thì đâu có tham. Niết bàn gọi nháy, niết bàn từng phần. Rồi sau này mới niết bàn toàn phần được chứ, đúng không? Niết là không, bàn là tham mà. Và niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Niết bàn năng paramang sukhang. Niết bàn là gì? Niết bàn năng nirodhaṃ. Niết bàn là sự tận diệt đau khổ. Niết bàn là sự tận diệt. Và nó có hai nghĩa: tận diệt tham ái, tận diệt khổ đau. Mà tận diệt tham ái tức là tận diệt khổ đau. Bởi vì tăng hai giá cha ti sô cô, tăng hai giá cha ti phá văn, tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Niết bàn là sự tận diệt tham ái, niết bàn năng nirodhaṃ là sự tận diệt của tham ái. Mà quý vị hành thiền chú ý hơi thở, tham ái sao có? Tham ái không có, vì mình chú ý hơi thở rồi. Nhưng cái lòng tham mình tự động nó thành bóng mờ sương khói đi, nó không còn nữa quý vị. Đó, rất hay. Chúng tôi trình bày bài pháp này cũng là mới đó, mà mục đích là gì? Để giúp chủ gì thấy nè, cái hành thiền này vô cùng quy diệu, vô cùng khoa học, và đáp ứng được cái yêu cầu chúng ta. Điều kiện nó sẵn sàng, khóa thiền đã bắt đầu khai mạc ngày hôm nay. Chỗ ở đã có, thức ăn ban phục vụ người ta cũng chuẩn bị.
người hướng dẫn cũng đã có mặt, người tổ chức và các cộng sự cũng đã có mặt. Mỗi người chúng ta tự bước chân lên mà đi. Và thưa quý vị nhớ, dù đục dù trong, con sông vẫn chảy, dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh. Dù người phàm tục hay kẻ tu hành vẫn phải đi lên từ những điều rất nhỏ, từng nhỏ thôi, từng cái hơi thở chánh niệm. Ta thấy cuộc đời thường méo mó, sao ta không tròn ngay tự trong tâm? Đất ấp ôm cho những hạt nảy mầm, nhưng chồi non phải tự vươn lên tìm ánh sáng. Điều kiện nó đầy đủ rồi, phân nước đầy đủ rồi, nhưng cái chồi non này của mỗi người chúng ta tự vươn lên. Nếu ví phẳng cuộc đời đều trơn láng thì chắc gì ta đã nhận ra ta. Ai trong đời cũng có thể tiến xa, nếu có khả năng tự mình đứng dậy. Hạnh phúc như bầu trời này vậy, không chỉ dành cho một riêng ai. Hạnh phúc không chỉ dành cho các sư ở đây, mà dành cho quý vị, cho tất cả mọi người. Nếu biết khai thác được hạnh phúc thì có hạnh phúc vậy thôi. Mà thông qua chánh niệm thì mình được hạnh phúc. Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời, an vui đi đứng nói cười, trăm năm vằn vặt nguyệt ngời vẫn sống. Nếu người nào có chánh niệm thì tự nhiên là có hạnh phúc, có an lạc, chắc chắn như vậy. Năm kết quả của người thực hành chánh niệm là thanh tịnh chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là thực hành tới niệm xứ. Bài pháp này mang tính chất là định hướng, giải thích, truyền cảm hứng cho quý vị, để quý vị tiếp tục đừng vội khép cánh ngừng bay nửa chừng. Cũng như là chúng tôi nói, để cho quý vị tin rằng cái việc quyết định chúng ta đến đây dự khóa thiền này là một quyết định sáng suốt, và phía trước đang chờ đợi chúng ta, hạnh phúc đang chờ đợi chúng ta, sự từ bỏ dẫn đến hạnh phúc, từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn, sự từ bỏ tất cả để trở lại với chính mình, chính cái hơi thở này. Cuối cùng chúng tôi nhắc lại cái lời phát biểu của một vị chư thiên khi đem đèn tàn ở chùa Kỳ Viên. Vị chư thiên này xuất hiện trước mặt Đức Phật và nói như sau: thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Vì chư thiên nói rằng là nếu mình ai đó là mình làm phước, công đức phước báo thì thanh làm chư thiên giống như họ vậy đó. Bạch cho Đức Phật, phát biểu trước mặt Đức Phật như vậy, nghĩa là con đang làm chư thiên này là do con làm các công đức mà con được an lạc, con đang hưởng cái cảnh giới chư thiên này. Thời gian trận trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Chúng tôi cũng rất là mừng, trong cái thiền này cũng khoảng phân nửa người là người còn chưa già lắm, chưa già lắm, tính là già rồi chứ không phải gọi là trẻ đâu. Bởi vì già là, nếu quý vị không tin, về lấy tấm hình chụp lúc 15 tuổi, 16 tuổi với cái hình bây giờ, hình nào già hơn thì hình này già rồi. Đừng nghĩ là mình trẻ đâu. Mặc dù có thiền này có những người thanh niên, người trẻ trẻ có mặt, nhưng đúng là già rồi, đúng không? Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, sanh lão bệnh tử mà, hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Khi nghe vị chư thiên nói vậy thì Đức Phật tại chùa Kỳ Viên ngài phát biểu như sau: thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động,
tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Hai câu sau thay đổi, đổi hai câu sau: hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch, tức là bỏ những cái rồi những cái ràng buộc xung quanh chúng ta. Cũng giống như quý vị đến đây, đầu tiên phải bỏ 10 ngày những cái ràng buộc xung quanh quý vị. Hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh, tức là hướng đến cái sự giải thoát phiền não ngay trong hiện tại. In this very life, chính ngay trong kiếp sống này, chúng ta được giải thoát bằng cái sự từ bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Đó là hai phát biểu của một vị chư thiên, Công Phàm và của Đức Phật, khuyến khích chúng ta là phải bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh, là hướng đến cái sự thanh tịnh, hướng đến cái sự từ bỏ, hướng đến cái sự yên lặng. Mà trong khóa thiền này, chúng tôi tin rằng giúp cho chúng ta có một cái sự tịch tịnh nhất định nào đó. Kết thúc bài thuyết pháp, xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị thiền sinh chúng ta, nhất là những người đã phát tâm cầu thọ giáo pháp đến đây hành thiền, trong khóa thiền 10 ngày này được nhiều sức khỏe, bình an và tinh tấn, để sau 10 ngày chúng ta được những cái lợi lạc to lớn trong cuộc đời của mình. Thường thì chúng tôi hỏi thăm đa số thì toàn người mới không. Trên cơ hội mà trở lại đây á, nó giống như chỉ mành treo chuông vậy. Cơ hội để trở lại lần nữa đó, trong khóa thiền chúng tôi thường hỏi vậy đó, thì đa số đưa tay là mới. Mà thiền viện tổ chức khóa thiền này từ năm 1994-95 là đã có những khóa thiền nhỏ lớn rồi. Rồi bắt đầu sau Covid-19 thì đã tổ chức các khóa thiền từ đầu năm 2022. Bây giờ là gần cuối năm 2023 rồi. Vậy mà mỗi lần hỏi đều mọi người đều đưa tay mới tới. Lần đầu tiên. Cho nên chúng tôi muốn nhắc một điều là gì? Cái cơ hội mà quý vị đến trở lại đây á, nó là bóng mờ sương khói. Cho nên trong 10 ngày này, mục đích là gì? Để chúng tôi muốn kết luận là gì? Trong 10 ngày này phát tâm tu cho đúng mức, tiết kiệm hết thời gian, tận dụng hết thời gian cho vấn đề tu tập, thực hành chánh niệm. Đừng quên lãng, đừng bỏ quên, phí gì lắm. Và sau 10 ngày nó sẽ có kết quả cho chúng ta. Một lần nữa xin cầu chúc cho khóa thiền được thành công viên mãn, cầu chúc cho sư Hạnh Tuệ cùng tăng ni và còn toàn các thiền sinh được năm điều phước báo, sống lâu sống tốt, ăn vui sức khỏe, trí tuệ, tinh tấn tu hành, sớm thành chánh quả trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.